hôm nay, ngày mai đến đại. Em muốn gặp anh Thang Dư. Xin chào mọi người, mình tên là Vy. Mình hôm nay rất vui khi được gặp anh Thang Dư. Mọi người rất là, mình rất là gọi là my idol của mình luôn. Cảm ơn anh đã. Chào em. Em là Vy. Dạ, em là Vy. Là người được gặp em Vy. Cảm ơn anh. Cả vừa hồi hộp quá không? Em có hoài hộp. Là bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi. 24? Ừ, em 24 tuổi. 24 tuổi. Anh ca dư bao nhiêu tuổi? 34 tuổi. 10 tuổi. Dạ. Anh hơn em 10 tuổi. Oh. Anh ca dư ở đâu? Anh là Quang Minh Tâm. Quang Minh Tâm. Minh Tâm. Anh là Quang Nhật. Qua Nhật, anh qua Việt Nam bao nhiêu lâu rồi? Một năm rưỡi rồi. Ê, một năm rưỡi rồi hả? Tại sao biết? Khi gia đình festival. Em gặp anh và em gặp hai anh trước một week. Cảm ơn em. Hai lần rồi. Gặp anh hai lần rồi. Một lần đầu tiên lễ hội Nhật Bản Việt Nam. Đúng rồi. Một lần nữa là em gặp anh. À bây giờ. Bây giờ đúng rồi. Bây giờ à bây giờ. Là em ở Mỹ Tho. Mỹ Tho là rất nhiều sông. Rất nhiều trái cây. Trái cây gì? Đặc biệt, đặc sản là bản sản là người ta. Nếu mà Mỹ Tho là chắc có lẽ là sầu riêng. Sầu riêng? Anh biết sầu riêng. Anh ăn được sầu riêng không? Không biết. Một lần, ăn rồi. Nhưng mà không thích. Đúng rồi. Anh thích trái cây gì? Thảo. Cái táo hả? Thảo. Táo bên Việt Nam. Trái thảo. Hình như bên Việt Nam không có. Nhưng mà luôn luôn xem cô bán trẻ được. Nó là nhập khẩu ra thôi chứ không phải là đặc sản của Việt Nam. Em làm việc gì? Em làm việc của một công ty du lịch. Một công ty du lịch. Em nói tiếng Nhật được không? Em nói chút xíu ạ. Chút xíu? Học bao lâu? Em học cũng chút xíu ạ. Chút xíu? Arigato. Em biết được arigato gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Saranghaeyo. Saranghaeyo. Không phải tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn Quốc hả? Xin lỗi. Trong cô bé vui. Ai vui. Đâu bây giờ? Ai vui. Vui. Đâu bây giờ? Mình muốn hỏi đáng ai nghe. Vì mình kiểm tra hai người hốc nhau hay không? Hốc nhau. Xin mời. Cái này là gì đây? Em biết trả rồi. Được không? Được. Ok. Rồi hỏi đại tiên là hai người thích món ăn Việt Nam nhất là gì? Thích món ăn của Việt Nam. Sao là chưa? Ok. 3 2 1 Xin mời. Không hôn nhau. MV là Phở Việt Nam. Việt Nam. Thật sự.
Chá giờ. Em thích nhất là phở. Câu hỏi thứ hai là hai người thích món ăn Nhật là gì? Món Nhật. Xong rồi chưa? Rồi hả? Ok. 3, 2, 1. Xin mời. Ramen. Của Nhật. Tất cả. Món ăn Nhật. Tất cả. Nhưng mà có món thích nhất chứ, tại sao lại tất cả? Không được. Nếu là em thì cũng thích tất cả. Không thể quyết định. Không được. Thứ ba là hai người thích báo gì? Xong rồi chưa? Thì cả thứ thôi. Ok. 1, 2, 3. Màu hồng à? Pink. Màu hồng. Màu sao? Từ, hai người thích ai chống nghe gì? Chống bóng nhẹ sẽ này. Chống giám bẻ. Chống bóng nhẹ gì này. Ba, hai, một, xin mời. Cuối cùng cũng đã giống được. Sumo. Ha. Tại sao? Bác sĩ nó hút tinh hát về Nhật đó. Nên thích nhất nó hút tinh. Em cũng vậy. Phát khó. Thật hả? Câu hỏi cuối cùng, túi con gì? Ok. Và hai mốc. Con heo. Heo hả? Con heo. Túi con gà. Gà. À. Túi con gà. Yeah, xem đi. Ốc nhau thốt là... À, tuổi dậu. Rồi. Vậy nè... Vi là... Dậu. Ừ. Vi là hợp với sủ, tỵ. À, dạ. Con heo là... Con heo là hợi. À, hợi. Hợi. Hợi là mùi hỏa bên trên tay sau. Hòa... Ok. Rồi. Buồn quá. Đắng. Kết quả là hợp nhau 20%. Anh phải chia tay với anh Kazu thôi. Không. Anh suy nghĩ. Làm đầu tiên hợp nhau 20%. Nhưng mà càng gài càng hút nhau đấy. Mình phải nói chuyện với nhau nhiều. Dạ. Đúng rồi. Nói chuyện nhiều.
Yeah. Nếu từ bắt đầu học nhau 100% là thú vị. Bắt đầu 20% là thú vị hơn 100%. Đúng rồi. Nếu cô bạn nào chỗ chú ý em bỏ dàn cà hãy gửi comment, hãy inbox Dancing Suke. Bye bye.